Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là kiện hàng chỉ có hai mấy triệu đồng thôi các bạn ạ. Và đây chính xác là chiếc RX6800XT bảng rep đầu tiên tại Việt Nam. Và trong video này thì mình sẽ unbox cho các bạn xem. Ngay bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Vừa mới video hôm qua thôi thì mình cũng đã mới quay về bộ đôi RX6800 và 6800XT. Thì ngày hôm nay thì may mắn đã có hàng về. Và thực sự lúc này nghe cái tiếng rạch thôi là đã thấy phê rồi các bạn ạ. Nói sơ qua một chút về bạn này thì có cái sức mạnh ngang ngửa với lại 30GTX 3080. Thực chất là đến bản thân mình nghĩ là chắc là cũng có nhiều bạn sẽ giống mình rằng là không ai nghĩ rằng AMD sẽ có ngày có thể vượt mặt qua được RTX 2080 Ti, chứ không phải nói đến là bằng ngang ngửa đối với lại 3080 các bạn nhỉ. Với lại bên cạnh đó thì cái tính năng mới như trong video lần trước mình cũng có giới thiệu, đó chính là SAM. Nếu như anh em nào chưa xem nhá và cũng chưa hiểu về cái này thì có thể xem lại. Còn trong video này thì mình nói ngắn gọn là cái SAM đấy, khi mà cái chiếc card RX 6800 6800XT kết hợp cùng với lại CPU Gen 3 thì sẽ giúp cho bạn này có cái sức mạnh ngang ngửa dưới 3080. Và đây chính xác là một chiếc 6800XT đầu tiên, bản rep đầu tiên có tại Việt Nam. Và mình thực sự là cảm rất may mắn khi mà được là người đầu tiên unbox cái bản này, chứ không phải là bản mà đã chuyển đi chuyển lại qua rất nhiều nơi rồi mới về đến tay. Mà đây là lần đầu tiên mình được unbox trực tiếp từ một cái kiện hàng như thế này các bạn ạ. Nhưng mà thực sự là mọi người gói hàng cũng kỹ quá cơ, cắt từ nãy giờ mà vẫn chưa thấy ra. Thôi thì cái đoạn này anh em cho mình gì xóa qua nhá, để mình bóc ra hẳn cho anh em xem chi tiết bên trong như thế nào. Ôi, Hạnh ơi cứu. Thực sự là bây giờ ấy sâu thì chỉ sợ nó rách thôi. 2 hours later. Và đây chính xác là bao bì bên ngoài của chiếc RX 6800 XT. Thực sự là sau khi mở sau thì mình ngửi thấy đâu đây cái mùi khen khét các bạn ạ. Không biết là thời gian tới nhà AMD có bị cháy hàng hay không, nhưng mà với bản thân mình, riêng về cái phần cảm quan bên vỏ này thôi đã nhìn thấy rất thích, là rất phê rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox bên trong xem như thế nào. Tông thiết kế ở đây thì vẫn là màu đen và đỏ truyền thống. Chết rồi, mở kiểu gì ấy nhở. Em ơi, lần đầu mở run lên. Đây các bạn ạ. Bên trong chúng ta sẽ có một cái dòng chữ rất to: Welcome to Red Team. Trời ơi, cảm giác một cái lời chào mừng khi mà chúng ta unbox một sản phẩm, nó một cái gì đấy rất là hạnh phúc ấy. Như là mình được trân trọng hơn khi là một người cùng đồng hành trong cái team của đội đỏ. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái tấm bìa in hình chiếc cạc. Trong này sẽ là cái gì nhỉ? Trong này sẽ một cái mã code, chắc là cuốn hướng dẫn cũng như là cái mã code các bạn check code ở đây sẽ sản phẩm. Chắc cũng không có gì đặc biệt nhưng mà nhìn khá là ấn tượng, dày dặn, đẹp. Là một tấm bìa in hình chiếc cạc. Thôi, bây giờ sẽ đến sản phẩm chính. Wow. Từ wow cho các bạn ạ, là đủ biết đã thích như thế nào rồi. Đây chính là cái sản phẩm, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc card RX 6800 XT. Về tổng thể bản card này thì đầu tiên mình cảm nhận đó là cái việc cầm trên tay rất là chậm, rất là chắc, rồi hoàn thiện cũng khá ok. Tất cả các cái góc này đều được bo lại này, cảm giác an toàn hơn cho chúng ta khi cầm, nếu không bị sắc nhọn như kiểu một số cái mẫu thiết kế khác. Rồi ở phần đằng trước thì nó vẫn là mẫu thiết kế ba quạt, rồi với chữ R phổ biến của dòng Radeon to đùng ở giữa này. Hơn nữa là chúng ta ở đây sẽ toàn bộ có thiết kế xung quanh này đều là bằng nhôm các bạn nhá. Chính xác là nhôm chứ không phải là hợp kim nhôm nhựa, không phải là hợp kim nhôm nhựa như cả một số những cái dòng của những nhà khác đâu. Nói chung là nghe cũng quen phải không? Tiếp theo là để về phần sau, phần backplate chúng ta cũng hoàn toàn là bằng nhôm và chỉ có hở ra một chút xíu về phần GPU này thôi. Nói chung là với cái tông màu như này mình cũng thấy là khá là ưng khi mà kết hợp giữa đen, đỏ, trắng. Hợp lý. Hai. Phần trên thì đây, chắc là mình sẽ để quay camera trên để cho các bạn có thể nhìn cận hơn về cái thiết kế ở phần trên này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái chữ Radeon này, khi mà các bạn cắm vào trong case thì nó sẽ bật sáng lên, nhìn khá là hay ho. Rồi tiếp theo là cái phần viền đỏ này cũng không có gì nổi bật quá, nó chỉ là một phần trang trí thôi. Ở đây một điểm nữa mình thấy bạn này lạ, đó chính là về cái phần các cái lá tản nhiệt ở đây thì lại được sơn đen toàn bộ chứ không phải là để như bình thường. Với cái việc sơn đen như thế này thì đúng là nhìn thiết kế của bạn này đẹp hơn, nhưng mà cái hiệu năng tản nhiệt thì chắc là sẽ lại bị sụt giảm hơn một chút. Nói chung là mình cũng không rõ ý đồ ở đây là gì, nhưng mà cảm quan bên ngoài thì với cái thiết kế tổng thể như thế này thì những cái lá tản nhiệt được sơn đen thì khá là đẹp.
Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ có cổng hai đầu cấp nguồn 8 pin, ở đây sẽ tối đa là 375W. Thực chất là với card này chỉ cần 310W thôi, thì nên là chúng ta sẽ vẫn có đủ cái khoảng trống để có thể ép xung hơi cho bạn này. Tiếp theo thì mình sẽ đo về phần chiều dài của bạn này để cho mọi người xem, tại vì cảm giác cầm trên tay thì cũng khá là chẵm và kích thước thì nhìn cũng không có quá to như kiểu một số mẫu khác hiện tại trên thị trường, như kiểu là dòng về 3090, 3080 ấy. Chiều dài ở đây thì sẽ rơi vào khoảng là gần 27cm, chính xác là 26,5 nhá. Chiều ngang nào, ngang là rơi vào khoảng tầm chừng 5cm, gần 5cm, tức là bạn này sẽ khoảng gần 3 slot. Nói chung là với kích thước như thế này thì mình thấy sẽ phù hợp với rất nhiều các loại vỏ cây hiện tại trên thị trường, kể cả là mini ATX hay là một số cây ITX thì vẫn có thể lắp vừa bạn này nhá. Tiếp đến là về phần các cổng kết nối, thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cổng HDMI này, hai cổng display board 1.4 và một cổng USB Type-C. Cổng này thì có hỗ trợ xuất hình cũng như là kết nối với lại sạc Power Delivery. Và tất cả các cổng này chúng ta sẽ đều hỗ trợ xuất hình tới mức là 8K 120Hz. Hơn nữa là mình thấy với cái thiết kế để xếp tất cả các cổng kết nối này cùng trên một đường thẳng như thế này, thì khi mà các bạn gắn tản block nước ấy, thì chúng ta sẽ chỉ còn lại là cạp một slot thôi. Nói chung là mỏng dính như này cực kỳ là tiện lợi. Còn bây giờ thì chắc là không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi về cái phần mà test trực tiếp bạn này với chiếc CPU 5800, xem là hiệu năng của bạn ấy ra làm sao khi mà chúng ta test cho phần mềm benchmark nhá. Tomorrow. Mình đã quay trở lại rồi đây. Trước khi quay trở lại để về cái phần test hiệu năng cho các anh em một chút, thì mình xin phép là bên nhà hàng xóm người ta đang đục nhà hơi ầm một tí, nên là nếu như có bị chót lọt một cái âm thanh gì đấy hơi khó nghe vào bên trong thì anh em thông cảm nhé. Còn bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị xong một bộ band table để có thể cắm chiếc CRX 6800 XT của chúng ta vào đây và test cho anh em xem. Ở đây thì mình cũng đã có đầy đủ tất cả những cái tệp đính kèm, như kiểu là CPU Ryzen 5800X này, rồi bộ đôi RAM Kingston Bird 3200. Cũng như là trong cái video lần trước thì mình cũng đã nói rất nhiều với các bạn rằng là AMD lần này thì rất ưu ái khi mà kết hợp 6800 XT của mình cùng với lại những chiếc CPU Gen 3 để thông qua cái tính năng gọi là SAM. Và có lẽ là với mỗi mainboard thì sẽ có một cái kiểu bật khác nhau. Ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn chiếc mainboard đến từ nhà Asus, và bạn này là Crosshair 8 Hero, chắc là cũng không xa lạ gì với mọi người, có phải không? Ngay bây giờ thì mình cũng sẽ có một chiếc màn hình di động ở đây để có thể quay lại và hướng dẫn các bạn bật cái tính năng đấy trực tiếp thông qua cái màn hình mà mình đang có ở đây nhá. Có một điều lưu ý là đấy, các bạn có thấy không? Đây là cái điều mình đang chứng minh cho cái lúc nãy mình nói rằng là cái cổng Type-C này có hỗ trợ xuất hình cũng như là Power Delivery 27W, nên là mình chỉ cần một cái dây kết nối như này thôi là có thể bật một chiếc màn hình kết nối này giống y hệt một chiếc PC bình thường các bạn. Đấy, nói chung là bây giờ mình sẽ chuyển góc quay một chút để có thể hướng dẫn trực tiếp trên này cho rõ hơn nhá. Và để bật tính năng SAM lên thì bây giờ các bạn vào trong cái phần BIOS, ở đây chúng ta sẽ chuyển sang chế độ boot. Đây, mình sẽ dùng cảm ứng cho nó nhanh. Tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy chữ SRM đây, chúng ta sẽ bật lên. Rồi ở đây thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải để ở dạng tắt nhá, hay còn gọi là disable đây. Mình đã để sẵn ở đây rồi, nếu như ai ở cái chế độ này thì bật chuyển sang disable cho mình nhá. Đó, đây mặc định sẵn rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào Advanced. Rồi các bạn lựa chọn cho mình là PCI Subsystem Setting. Với mỗi một mainboard thì chúng ta sẽ có những cái vị trí khác nhau, nhưng mà ở đây của mình, các bạn cứ nhớ cái tên cho mình là thế là được rồi. Tiếp tục đến cái phần mà Turbo 4G Decoding thì các bạn cũng bật hết lên cho mình nhá. Ở đây thì mình đang thấy là máy đang mặc định bật sẵn rồi, nhưng mà nếu như bạn nào mà có khi mà ban đầu vào mà bị bật ở chế độ tắt này, disable này, thì các bạn bật lại, bật lên cho mình nhá. Đấy, disable rồi. Kể cả Resize 3 Support thì các bạn cũng bật hết lên cho mình nhá. Ở đây thì mình đã bật đầy đủ rồi. Đó. Và chỉ với những cái thao tác đơn giản như thế thôi, sau đó các bạn bấm phím F10 và Enter để lưu cho mình. Như vậy là chúng ta đã bật được cái tính năng SAM của máy lên rồi. Và ở đây thì cũng có một cái tính năng nữa mà mình muốn giới thiệu luôn cho các bạn trong cái chiếc RX 6800 XT này, đó chính là cái tính năng Rage Mode. Nói chung quy thì là cái tính năng này sẽ giúp các bạn có thể ép xung lên một chút, và cái việc bật em nó lên thì cũng rất là dễ dàng. Mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ vào driver cho mình. Ở đây thì chúng ta sẽ vào performance nhá. Tiếp theo đến thì các bạn vào trong phần tuning. Ở phần tuning này thì chúng ta sẽ, các bạn có thể nhìn thấy chữ tuning control này. Ở đây đang định dạng sẵn là automatic thì các bạn lựa chọn sang preset cho mình.
Rồi tiếp tục đến là lựa chọn range đó. Vậy là xong rồi, chúng ta đã bật được cái tính năng ép zoom của chiếc RX 6800XT này lên một cách cực kỳ đơn giản đó, phải không? Rồi đó, sau khi đã bật tất cả các tính năng lên rồi, thế nên là và hay nữa là trong video của mình thì cũng chính xác là video unbox thôi, nên là thời lượng cũng không có nhiều. Mình sẽ xin phép được test trước trên Unity Heaven. Còn về các cái game khác hay đơn giản là ở trên các phần mềm đồ họa thì sẽ hẹn các bạn cho tuần sau nhá. Vào trong một cái video mà chúng mình sẽ build hoàn chỉnh một bộ PC để gửi đến cho các bạn. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng lại hướng vào trong màn hình để mình giới hướng dẫn các bạn có thể test trên Unity Heaven nhá. Ở đây thì mình cũng đã có cài sẵn rồi nên là chỉ cần việc bật lên mà thôi. Sau đó các bạn bấm vào nút run nhá. Chờ một xíu xíu để load, download. Ok. Đó. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy chữ benchmark ngay đây. Các bạn bấm vào giúp mình. Ok. Và cả cái quá trình này diễn ra thì sẽ mất khoảng độ tầm 4 phút. Nên là trong cái giây phút giải lao này thì xin phép anh em mình đi ra ngoài gọi là uống nước, nghỉ ngơi tí rồi. Khi mà kết quả sẽ quay lại cho anh em nhá. Và vậy là sau khi test với lại Unity Heaven thì điểm số FPS của mình ở đây có là 245.4. Nếu mà như so sánh ngang bằng với chiếc Aorus Xtreme 3080 thì điểm số cơ bản thông thường thì là 241. Còn khi mà đã ép xung tẹp bô lên ấy, thì mới đạt là 253. Còn ở đây thì mình mới chỉ bật SAM cũng như là Race Mode thôi mà đã đạt được cái con số như thế này rồi. Thì mình nghĩ rằng là khi test với lại các cái phần mềm khác như là chơi game rồi đồ họa, design các thứ thì nó sẽ ra có những cái kết quả mình nghĩ là sẽ khả quan hơn. Nhưng mà thôi, nói chung là mình sẽ để dành video lần sau khi mà đã xây dựng thành một bộ máy hoàn chỉnh để có thể test tử tế cho các bạn nhé. Còn đây chỉ là test nhanh mà cũng như là chỉ test trên benchmark thôi. Và video của mình ngày hôm nay thì cũng đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có những ý kiến đánh giá gì hay là có góp ý thì có thể bình luận xuống phía bên dưới để cho chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì đã xem tới đây rồi, đừng ngần ngại mà để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ chúng mình cũng như là tạo công ăn việc làm cho chúng mình lâu dài nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.